Tôi xin chào tất cả các bạn. Trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều bạn trẻ có gọi điện thoại hỏi tôi là bạn ơi, cây cherry có thể trồng bằng hạt hay không? Cây có thể mọc và phát triển được tại Việt Nam hay không? Thì tôi trả lời với các bạn là cây cherry hay còn gọi là cây ăn đào có thể trồng bằng hạt và cây có thể phát triển rất tốt tại Việt Nam. Tôi giới thiệu với các bạn, bên cạnh tôi đây là một cây cherry hay còn gọi là cây ăn đào. Bên cạnh của tôi đây là một cây cherry ăn đào 2 năm tuổi. Cách đây 2 năm thì tôi có nhập hạt giống ở nước ngoài về và đưa cho chồng tôi một số hạt giống cây cherry. Tôi nhờ chồng ươm thử hạt giống và theo dõi phát triển của hạt giống thì nhận thấy hạt giống của cây cherry ăn đào có tỷ lệ nảy mầm rất là tốt, là trên 80%, và cây sau khi trồng thì phát triển rất là khỏe. Hiện nay cây cherry ăn đào này có 2 năm tuổi và cây phát triển rất tốt, tán to khỏe, lá có màu xanh đậm và cây có tán rất là to, cây cao trên 3 mét. Đây các bạn xem, cây rất là to khỏe. Giống cherry ăn đào của Mỹ này sống rất khỏe, phát triển rất tốt trên khí hậu của Việt Nam. Cây hoàn toàn là khỏe mạnh, hầu như là không có sâu bệnh, rất thích nghi và phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Giống cherry ăn đào, nếu như chúng ta trồng từ hạt thì cây có thể ra hoa ra quả sau khoảng 4 đến 5 năm khi trồng. Đây bây giờ tôi cho các bạn xem hình ảnh của cây cherry ăn đào này. Tôi giới thiệu với các bạn, đây là cây cherry ăn đào của Mỹ. Cây sống rất là khỏe, tán rất là to, lá thì có màu xanh đậm. Và cây được 2 tuổi thì cao được trên 3 mét. Đây, cây rất là đẹp. Đây. Cây sống rất khỏe, hầu như không bị bệnh tật gì. Tôi giới thiệu với các bạn, đây cũng là một cây cherry ăn đào khác. Cây cherry này cũng được trồng từ hạt và cây phát triển rất là tốt. Cây sống rất là khỏe và hoàn toàn là không bị bệnh. Đây, cây này cũng rất là cao. Cũng cao được 3 mét rồi.